nạn nhân họ Cố trên màn ảnh nổi lên như một hiện tượng khiến chị em xao xuyến khôn nguôi. Thứ nhất, Cố Vị Dịch của Lâm Nhất. Ngay từ những tập đầu tiên của Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp, nam chính Cố Vị Dịch nổi lên như chuẩn tình đầu thiếu nữ mà mỗi chị em ngồi trên ghế nhà trường đều ao ước. Với IQ cao ngất 182, chiều cao là trên 1m8 cộng với nhan sắc say đắm lòng người, Cố Vị Dịch nhanh chóng càn quét bảng xếp hạng nam thần của các chị em thời điểm ra mắt. Đặc biệt với tính cách ngáo ngơ vì mãi tìm cách cưa đổ cô nàng từ đồ mạt, Cố Vị Dịch trở thành hình tượng người yêu trong lòng nhiều bạn trẻ, vượt qua cả giang thần từng làm mưa làm gió thời gian qua. Thứ hai, Cố Nhược Bạch của Dương Dương. Còn nhớ thời điểm năm 2015, hình tượng đại sư huynh Cố Nhược Bạch trong Thiếu Nữ Toàn Phong bắt đầu xâm nhập vào đời sống của giới trẻ. Vai diễn Cố Nhược Bạch thật sự chính là hình tượng chung về người chồng tương lai mà các chị em đều ham muốn. Vừa giỏi võ, tính cách thì nhẹ nhàng và điềm đạm, lại biết quan tâm cho người khác, nhiều đó thôi cũng khiến chị em ai nấy chết đứ đừ. Đặc biệt, điều mà Cố Nhược Bạch làm cho khán giả nhớ nhiều nhất đó chính là tính cách trong nóng ngoài lạnh và sự ân cần đối với bất kỳ ai. Nhiều năm trôi qua, Thiếu Nữ Toàn Phong vẫn để lại cho người xem nhiều ấn tượng khó quên, đặc biệt là vị đại sư huynh đáng kính này. Thứ ba, Cố Tiểu Bạch của Trương Vân Long. Khác với hai nam thần họ Cố trên, Cố Tiểu Bạch trong băng tấn truyền hình Vẫn Cứ Thích Em năm 2015 không phải là nhân vật chính. Tuy nhiên, ấn tượng mà anh để lại bên cạnh Thẩm Văn Đào hay Hạng Hạo cũng không thua kém là bao. Cố Tiểu Bạch là dạng người chồng biết phấn đấu và không bao giờ bỏ cuộc, cho dù có khó khăn đến thế nào. Ngoài ra, những câu chuyện xoay quanh tình nghĩa anh em trong quân đội cũng cho thấy Cố Tiểu Bạch là một hình tượng mà chị em đồng lòng yêu thích, sống tình cảm và rất nội tâm, nhưng bên ngoài lúc nào cũng tươi cười và tỏa ra nguồn năng lượng tích cực. Thứ tư, Cố Nam Tích của Mã Lực. Lại thêm một nam phụ họ Cố khiến chị em mê mẩn trong Chọc Phải Hoàng Tử Lạnh Lùng. Trong phim, Cố Nam Tích nổi lên như một biểu tượng của những chàng trai thể thao ấm áp và dễ gần. Đặc biệt, những hình ảnh của anh trên sân bóng rổ trường học cũng đốn đổ không biết bao nhiêu trái tim cô gái. Vừa đẹp trai, body lại chuẩn, cùng với vai trò là một hội trưởng hội học sinh, bảo sao không có ít cô gái lại rơi vào lưới tình của Cố Nam Tích. Thứ năm, Cố Cẩn Quân của Trương Hâm. Cố Cẩn Quân trong Mùa Hè của Hồ Ly là một hình tượng thường thấy ngoài đời của biết bao chàng trai, vì tình mà có thể bất chấp tất cả. Vào vai người yêu cũ của nữ chính, Cố Cẩn Quân bất chấp tất cả để có thể có được người mình yêu. Hình ảnh của Cố Cẩn Quân là một chàng trai vừa tốt lại vừa có điểm đáng phê bình. Tốt ở chỗ, đây là một chàng trai trung tình và hết lòng hết dạ vì người mình yêu, nhưng đáng chê ở chỗ là không biết nghĩ đến cảm nhận của người mình yêu. Nếu như có một chị em nào đó cảm hóa và xóa bỏ tính xấu của chàng, thì chắc chắn là hoàn hảo mất rồi nhỉ. Thứ 6, Cố Thừa Trạch của Khương Triều. Vào vai một tổng giám đốc đẹp trai trong Mùa Hè của Hồ Ly, lạnh lùng và ít nói, Cố Thừa Trạch làm cho chị em đua nhau đổ rầm rầm. Đặc biệt, anh được biết đến như một người có tính cách rất quyết đoán và ưa sạch sẽ, khiến cho nhân viên cấp dưới không ai không hề sợ. Lạnh lùng với bề ngoài là vậy, nhưng sâu trong con người của Cố Thừa Trạch cũng có giây phút yếu lòng, đặc biệt là với người mình yêu. Từ đây, biệt danh Tổng tài Thỏ Bông cũng theo anh đến khi kết thúc bộ phim. Được biết, Cố Thừa Trạch còn được người hâm mộ xếp vào danh sách những tổng tài đáng xem trên màn ảnh. Thứ 7, Cố Hàm Quang của Hướng Hạng. Trong Chiêu Diêu, Cố Hàm Quang nổi tiếng nhờ tài y thuật của mình. Chàng là thần y trong truyền thuyết và chẳng chịu thua trước bất kỳ ca bệnh nào. Ngoài ra, hình tượng mà diễn viên Hướng Hạng hóa thân còn khiến người xem ấn tượng với những tính cách đáng yêu không tả nổi. Cố Hàm Quang chính là hình tượng của những chàng trai có thể ác với tất cả mọi người nhưng lại chỉ có thể dịu dàng với một người, đó là người mình yêu. Vì người mình yêu, Cố Hàm Quang có thể hy sinh cả tính mạng và chẳng cần hồi đáp. Tin đâu ra một chân ái như vậy trên đời. Thứ 8, Cố Kiếm của Ngụy Thiên Tường. Trong bộ phim Ngược Tâm Đông Cung, Cố Kiếm vào vai sư phụ của Tiểu Phong. Có thể nói nhân vật Cố Kiếm chính là hình ảnh mà không chàng trai nào muốn trở thành. Trong tình yêu nam nữ, Cố Kiếm lúc nào cũng như vị thần hộ mệnh, luôn xuất hiện bảo vệ người hắn yêu cho dù có hy sinh cả tính mạng. Tuy nhiên, tình yêu của Cố Kiếm là một trong những loại tình cảm người đời không ai muốn có được. Nó cứ day dứt và đau khổ không hồi kết. Thứ 9, Cố Tiểu Ngũ của Trần Tinh Húc. Cố Tiểu Ngũ, thái tử trong Đông Cung chính là hình tượng nam chính phá bỏ đi mọi chuẩn mực trên màn ảnh hoa ngữ. Anh lừa cả người con gái yêu mình nhất,
hại cả gia đình nàng rơi vào đường khốn khổ và bức cả nàng đi vào con đường chết. Tóm lại, Cố Tiểu Ngũ ra tay độc ác, không từ mọi thủ đoạn để có thể hoàn thành việc chính sự của mình. Tuy nhiên cũng phải hiểu cho vị trí của anh, giữa bên quyền và bên tình, anh chỉ có thể đặt cái chung lên trên cái riêng. We'll be right back.